Rồi, xin chào mọi người, thì chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Gaming. Thì hôm nay có nhiều bạn cũng yêu cầu thì mình cũng xin làm tiếp với ổng về cái sừng tràng tim reset. Thì cái nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản thôi. Do mình đã làm rồi thì mình sẽ lại từng bước để hướng dẫn cho mọi người ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến chỗ là thung lũng Winko, ngay chỗ vị trí mình đang binh nè. Đấy, bước đó. Ok. Cũng nhiều bạn hỏi là tại sao mình không tạo một cái tài khoản mới như clone đó, rồi làm lại nhiệm vụ từng bước. Chung thì cũng khá mất thời gian, chính mình cũng lười. Với lại mình thấy cái nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản, nó không có phức tạp như hai nhiệm vụ trước. Rồi đây, đây đúng vị trí này luôn ha, đội trưởng lính gác Đàm Dông. Các bạn sẽ nói chuyện với là nhân vật này để là hoàn thành xong cái bước 1. Gợi ý 1 là cô đem dòng. Rồi gợi ý 2, khi nói chuyện xong đó, thì nó bắt mình nói chuyện với lại những người xung quanh, thì bạn chạy qua bên đây. Đây, đây chỗ Mỹ thực gia Gaspar nè, Gaspar rồi nè. Rồi nói chuyện với người này, thì sau khi nói chuyện nhân vật này xong á thì nó sẽ được bạn chỉ dẫn chạy tới cái vị trí này. Bạn tiếp tục di chuyển đến vị trí này giúp mình trên bản đồ, hoặc cũng thường nguồn info luôn ngay cái vị trí mà mình sắm nè. Trong nhiệm vụ này thì mình làm thấy thấy là làm cũng khá là nhanh, cũng dẫn làm khá là nhanh. Lúc đầu thấy thì màu đỏ nghĩ là sẽ khó lắm mà không. Chỉ là đánh quái đánh boss và hơn, nó không có khó nhằn như hai nhiệm vụ trước. Có thể là đây là nhiệm vụ đầu tiên của những bí ẩn đầu tiên đó, nên nó cũng dễ, không có suy nghĩ nhiều. Rồi sau khi các bạn chạy tới vị trí này á, thì do mình đã làm xong rồi, nhưng mà khi các bạn chưa làm xong nhiệm vụ á, thì ở trên góc bên phải này nè, phía trên tảng đá này nè, nó sẽ có một em nhân vật NPC đứng trên này, ngay vị trí này luôn. Đây, ngay vị trí này luôn. Các bạn sẽ trò chuyện với lại nhân vật NPC đó. Sau đoạn đối thoại đó, thì các bạn sẽ nhảy vô trong cái thác nước đối diện này. Đây, nhảy thác nước này ha. Chạy thẳng vô. Thank you.
tử xong rồi nhớ đi chơi thì nó đang kể nhẹ quá nhỉ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bí ẩn lần sau. Nếu thấy hữu ích thì like và subscribe kênh của mình nha. Vậy là xong nhiệm vụ ha các bạn ha. Do cái đoạn sau á, là mình đã quay từ trước rồi, lúc đó mình chưa có kinh nghiệm nên với còn để tiếng game thì có thể khá là nhỏ, nhưng mà quay cơ bản là vô cho các nước đó các bạn đánh quái là có thể xong nhiệm vụ rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này có ích á, thì cho mình xin một like. Cũng như là có những bí ẩn nào ví dụ các bạn cần là video thì các bạn có thể comment phía dưới giúp mình có thể đồng thời kiểm tra có các bước di chuyển thế nào để làm video hoàn chỉnh cho mọi người nhé. Chào các bạn.